Vụ bé trai 10 tuổi rớt xuống trụ bê tông làm trường Lệ Nam và dàn sao Việt cầu mong kỳ tích. Đông đảo sao Việt và cư dân mạng mong rằng bé trai lọt xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp sẽ sớm bình an trở về với gia đình. Trên các diễn đàn mạng xã hội tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại, tất cả thông tin liên quan đến vụ việc bé trai 10 tuổi lọt trong trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp được cập nhật theo từng phút. Tất cả người dân Việt Nam quan tâm đến câu chuyện đều cầu mong lực lượng cứu hộ sẽ sớm đưa em bé lên mặt đất, bình an trở về với gia đình. Không chỉ cư dân mạng, nhiều nghệ sĩ cũng để lại những lời cầu nguyện, mong phép màu sẽ sớm đến với gia đình bé Hạo Nam. Trên trang cá nhân ca sĩ Lam Trường viết, cầu mong cho cháu bé ở Đồng Tháp sẽ mau chóng được cứu, chú Trường cầu mong con vẫn bình an, xem tin mà tội cho con quá. Cùng tâm trạng diễn viên Thanh Bình chia sẻ, cầu mong một phép màu cho em. Người đẹp Lệ Nam viết lên Facebook cá nhân, cố lên em nhé, thương lắm. MC Hoàng Oanh để lại icon cảm xúc với hy vọng những điều bình an sẽ đến với bé Hạo Nam. Khoảng 11:30 ngày 31 tháng 12, bé Thái Lý Hạo Nam 10 tuổi cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen, đường tỉnh lộ 857 xã Phú Lợi để nhặt xác. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông đường kính 25cm rỗng bên trong đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m. Các em đi cùng hồ hoảng để người lớn ứng cứu nhưng bất thành. Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt triển khai nhiều phương án để cứu bé trai. Sau đó, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã huy động hàng trăm người tham gia cứu hộ. Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực thực hiện các phương án để cứu trợ em bé.